người ta gọi ông Chay là dị nhân. Năm nay tròn 70 tuổi, nhưng trong ngày 11 tháng 9, ngày lũ sông Hồng cuồn cuộn tràn về, vượt báo động 3. Một mình ông lặn xuống độ sâu tới hơn 4 mét trong suốt 3 tiếng rưỡi mà không có thiết bị hỗ trợ để hoành triệt cống hai cửa trên tuyến đê bối dài 6,4 km của xã Hồng Cường. Không biết chữ, nhưng với hơn 40 năm kinh nghiệm sông nước, ông Chay biết rõ phải dùng rơm, nhất là thứ rơm cũ đang hoai, thứ vốn không có sẵn ở vùng bãi này, thì mới ngăn được nước lũ sông Hồng ào ạt suối qua khe cánh phai bằng bê tông. Nhờ thế, việc bơm nước từ trong ra ngoài mới có hiệu quả, tránh cho cả 4 khu dân cư trong bối của xã Hùng Cường không bị ngập sâu. Phải có cây tre trên cắm xuống, trên có người giữ, và có cái thừng phải buộc. Thế còn rơm này phải bó vào mấy đất này. Mình theo xuống, đặt xuống dưới và nhét vào hai cái khe này. Nhét đến đâu nó mút chặt thế đấy. Nếu như cái rơm này mà càng ướt càng mục, thì càng nhét nó càng ăn. Nó khô quá, nó không có độ mút mấy. Vì cái cống này tôi làm hơn 40 năm rồi, tôi kinh nghiệm rồi. Nó không có cánh ngoài, cái độ nó dốc quá như thế này, ngoài đất đổ bao nhiêu trôi ra ngoài hết, nó không có độ mít vào. Nếu mà ông Chay mà không kịp thời ủng hộ mấy địa phương mà không đưa ra được một cái giải pháp thì chắc chắn là nước ở ngoài sẽ chảy vào và trong là tương đối nhiều. Để mà thực hiện được như ông Chay thì xã đến bây giờ thì hiếm có một người như ông Chay. Còn đây là vật cản lớn được gỡ ra khỏi guồng máy bơm ở độ sâu hơn 3 mét tại trạm bơm Trà Phương 3 ở huyện Ân Thi ngày 9 tháng 9 vừa qua. Dù trong lúc mưa to, gió lớn, nước chảy xiết, nhưng ông Cường đã dũng cảm lặn xuống để gỡ vật cản lên, giúp cho máy bơm hoạt động bình thường. Trong khi đi kiểm tra việc bơm tiêu úng sau bão số 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã biểu dương và khen thưởng cho người công nhân cơ điện có hành động quả cảm này. Biết là nó nguy hiểm, nhưng mà để bảo vệ cái máy móc tài sản của nhà nước, trên tôi cũng phải gọi là cố gắng, mình làm hết khả năng của mình. Trong đợt kiên cường chống lũ dữ tại Hưng Yên vừa qua, còn không ít hình ảnh người dân, cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ, không quản đói rét, gian khổ, hiểm nguy để kịp thời hộ đê, giúp di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Những hoàn cảnh khắc nghiệt, thử thách giới hạn của con người, nhưng cũng thể hiện sức mạnh của hai chữ đồng bào, cùng chung sức giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm. Anh hiểu không? Anh hiểu trong 3 còn đúng không?